Welcome to DJ Hey You Remix with you happy music. Ngày hôm nay ta cùng họp phong nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday to you. Chuẩn bị lên chụp hình với sếp một tấm hình làm kỷ niệm ạ. Đây thì em xin hết được đại diện của Win 5, tất cả cả trưởng phòng và tất cả các nhân viên phòng kinh doanh 5 nhân dịp sinh nhật lần thứ 45 của sếp ngày hôm nay. Chúc sếp luôn mạnh khỏe, vui hạnh phúc và là người luôn đứng đầu tiên phong dẫn cái đoàn tàu của kho phục vụ như này ngày càng vươn lên tầm cao mới ạ. Vâng.
Tiếp theo là xin mời chị Nguyễn Diệp Phong Bảo Hiểm lên gửi tặng món quà và lời chúc tốt đẹp nhất tới sếp trong ngày hôm nay. Anh mà biết sinh nhật vui mà xưa anh khai mấy ngày sinh nhật. Đây kêu chuẩn bị đó chúng ta còn xin cảm ơn chị. Tiếp theo xin mời đại diện phòng kinh doanh 3. Xin mời đại diện phòng kinh doanh 3 có món quà gửi tới sếp và cũng là chúc tốt đẹp nhất ạ. Xin mời anh Nam. Xin mời phòng kinh doanh 3, các bạn phòng kinh doanh 3 nào. Chuẩn bị cho phòng 4 luôn anh bên đây. Chuẩn bị cho phòng 4 luôn. Rồi, cảm ơn tất cả phòng kinh doanh 3. Vâng, xin mời đại diện tiếp theo phòng kinh doanh 4 anh Giang của cùng toàn thể nhân viên của chương trình 4 có món quà tặng sếp ạ. Lên đi, lên hết đi, anh đang quay rồi, lên hết đi. Lên chụp hình dưới đây, Dạ vâng, xin cảm ơn sếp ạ, xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Sếp ơi, sếp có lời gì, một lời chia sẻ. Anh trước mắt là anh rất là cảm động, cảm động đến mức độ không biết nói gì hơn nữa. Giống như mỗi một năm của em tạo ra một cái cảm xúc mới, mà cảm xúc nào nó cũng đặc biệt. Anh mà biết trước đó là anh khai giấy khai sinh 25 ngày. Qua cái buổi ngày hôm nay anh có một điều anh rất là quý là chứng tỏ tất cả các em cũng dành cho anh một cái tình cảm rất là đặc biệt. Không phải tình cảm đặc biệt đó, không phải ở cái chỗ là ở sếp với nhân viên, mà tình cảm này nó được anh trân trọng ở cái chỗ là tụi em xem anh như một người anh trong gia đình, nó hơn là cái mà tụi em nghĩ anh là một người sếp. Cái đó mới là chân quý. Mà thật sự anh cũng muốn là như vậy. Còn trong cái công việc đó là cái công việc được hàng ngày, hàng tháng, hàng năm rồi. Đó là phải là như vậy. Nhưng cái mà tình cảm mà giữa anh em giống như là trong gia đình, cái đó mới gọi là nó là không thể nào mua được. Và nó xuất phát từ cái tấm lòng. Và ngày hôm nay em nhìn thấy mọi người ở đây em rất là cảm động ở chỗ là tụi em có cái tấm lòng đó đối với anh. Đó thì rất là cho biết, nói thì là anh rất là cảm ơn rất là nhiều tất cả mọi người ở đây. Có những người anh em rất quý anh nhưng mà vì đang công việc gì đó không xuống đây chơi với anh được. Anh cảm ơn tất cả mọi người. Hôm qua có một cái điều rất là đặc biệt là buổi tối ngày hôm qua thì anh có nói chuyện với sinh viên là chủ tịch hội đồng quản trị. Anh cũng nói là năm nay chuẩn bị tốt đấy. Ai cũng bị nó ngon đấy. Đó là cái lời mà anh cảm thấy là cái lời mừng sinh nhật mà quý giá nhất trong cái buổi tối ngày hôm qua. Ngày hôm nay anh lại tiếp tục nhận được những cái lời chúc, những cái tình cảm này. Đó là một cái món quà mà anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Thứ hai trong cái buổi lễ sinh nhật này, và anh muốn rằng là nó đơn sơ nhưng mà nó chân quý, nó nói lên cái tình cảm. Thì cái đó mới là cái mà anh ghi nhận. Còn nếu mà nó quá trình trọng nhưng mà nó đi theo cái bài nổi thì nó không thể
thực sự là đáng trân trọng. Nhưng mà như vậy anh cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc mình. Chị Dương đâu? Chị Dương đâu? Chị Dương đâu? Chị Dương, chị Dương, chị Dương, chị Dương, chị Dương. Mấy em? Giơ tay lên cái này, quay trước thì chút xíu nữa. Hello.
lấy anh phí làm chuẩn nha, lấy anh phí làm chuẩn nha. Từ 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 hết luôn, hết luôn. Nâng ly, nâng ly, nâng ly, mọi người ơi, nâng ly. Thank you.